Cao, nhưng người Nam Định sống thật, từ người thường đến cả sao. Đây là dân 18, bọn anh xin chào. Bọn anh tự hào. Vua Trần Hưng Đạo, anh sống ở Nam Định, vùng đất thịnh. Có những món ăn rất là ươn nức, phở bò Nam Định, tâm phải tịnh. Cảm nhận hương vị bên trong có mì chính, người Nam Định chất chơi xả láng. Bánh xíu báo năm mà tươi cả sáng, hải hậu có bánh nhãn với gạo tám. Skirt skirt, giờ hãy nhìn người Nam Định tỏa sáng này. Con gái qua bác, từ lúc cháu gác trên đường, cháu đã nghĩ tới cảnh lên xã. Đi qua cháu là cháu tương tư, chứ không phải là vì cháu hư. Nếu như bác thấy phù hợp, thì chúng mình sẽ là một đôi. A nhầm ý cháu là con qua bác, cùng với cháu sẽ thành một đôi. Nhà bác có hai quả đồi, cháu thích quả nào thì bác cho. Ruộng nương làm gì đủ ăn, tình của bác thì không hề khó. Nếu như thích con của bác, thì hôm nay bác sẽ gả cho.